Ở trong game đấu đầu tiên thì Vũ Thị Trang là tay vợt gần lưới hơn, và Thu Thúy là vận động viên ở xa lưới. Điểm số đầu tiên thuộc về Phương Thúy. Những tình huống giao cầu cao của Phương Thúy. Cầu ngoài. Ai không cho Phương Thúy. Thúy đang nhập cuộc tốt hơn. Đó là điểm số đầu tiên của Phúc Đinh Trang. 1-3. Đổi giao cầu. Liên tục là những tình huống phong cầu của cả hai tay vợt. Cầu ngoài. Vũ Thị Trà rút ngắn xuống còn 2-3. Chọc sân, 3 đều. Không được. Liên tục tung ra những tình huống phong cầu và sau đó bất ngờ thực hiện một tình huống chém cầu. Một chiều được rất nhiều các tay vợt áp dụng. Chỉ vấn đề là chiều chém cầu đó đạt hiệu quả như thế nào mà thôi. Xoa cầu không thành công của Phương Thúy. 4-5. Những tình huống xoa cầu và chém cầu lúc đầu nhìn tưởng là giống nhau nhưng vẫn có những sự khác biệt nhất định.
không được. Trận đấu ở giải vô địch cầu lông cá nhân, Phương Thúy đang chơi tốt ở trong game đấu đầu tiên. Các bạn sẽ cầu trong sân. Huy Trà 5-7. Còn 69. Không được. 16 cho Phương Thúy. Không được. 80.
và nội dung đơn nữ của giải vô địch cầu lông cá nhân quốc gia năm 2023 thì chiến thắng đã thuộc về với một cái tên rất quen thuộc và cũng là tay vợt số 1 của nữ Việt Nam vào lúc này. Đó chính là Nguyễn Thùy Linh. Phương Thúy đã không thể vượt qua được Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 của nữ Việt Nam vào lúc này. Vận động viên đang thuộc biên chế của Đồng Nai và cũng là hiện đang đứng trong top 30 thế giới. Còn huy chương đồng thuộc về Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư của Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn ở trong sân 12-8. Pha ghi điểm của Phương Phú 13-8. Phương Thúy và lúc này là tay vợt nữ tốt nhất của Bắc Giang 13-8. Đó là Vũ Thị Trang theo dõi học trò của mình thi đấu với 90 đồng đội cũ Vũ Thị Trang 14-8. Không được. Và trận cầu của tình huống xoan cầu của Huy Trang vừa đi ra ngoài 16-8. Vũ Thị Trang cũng đã từng lọt vào top 50 tay vợt hàng đầu của cầu lông nữ thế giới. Tuy nhiên thời điểm đó cũng đã khá lâu rồi. Đó là tuổi của Vũ Thị Trang cũng cao và cô không còn duy trì phong độ tốt nhất của mình. Và cùng xem lại pha đánh rất tốt của Phương Thúy 17-8. Rất tốt 18-8 cho Phương Thúy. Tạo điều kiện rất tốt cho Phương Thúy được tấn công 28.
không được thực hiện một cách tốt, chẳng hạn như pha cầu này, thì nó thực sự là con dao hai lưỡi giúp cho đối thủ bên kia lưới thực hiện động tác tấn công. Pha vài cầu của Vũ Thị Trang vừa rồi không đủ độ khó, cầu đi hơi cao, và nó thực sự giúp cho Phương Thúy ghi điểm một cách dễ dàng. 28. Chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ hai. Phương Thủy đã giành chiến thắng trước Vũ Thị Trang ở trong hiệp đấu đầu tiên với điểm số là 21-8. Cầu ngoài, điểm số cho Vũ Thị Trang. Cầu vẫn trong sân, Vũ Thị Trang vừa lên dẫn trước 2-0. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, Vũ Thị Trang đã để thua trước Trần Thị Phương Thúy từ đối thất nghiệp 8-2. Hai tình huống đập của Vũ Thị Trang. Như vậy Vũ Thị Trang vừa dẫn trước 3-0. Vũ Thị Trang đang khởi đầu game đấu thứ hai hoàn toàn khác biệt so với game đấu đầu tiên. Ở game đấu đầu tiên Vũ Thị Trang đã bị dẫn trước cũng với điểm số tương tự. Điều kiện cho Vũ Thị Trang thực hiện tình huống vô cầu 4-0.
Pha đánh không khác gì một tình huống mời đối thủ ghi điểm. Và Vũ Thị Trà dễ dàng thực hiện tình huống phục hồi 4-0. Không được. Một bốn. Một pha chọc cầu trái tay không thành công của Vũ Thị Trà. Đổi giao cầu 5-3. Tính cầu ngoài cầu trong, người ta sẽ tính đáy cầu. Và trong thi đấu rồi thì đáy cầu đã ở bên ngoài sân. Đổi giao cầu 4-5. Đó là một tình huống đập chéo sân tốt của Vũ Đình Trang. 6-4. Cho Vũ Thị Trang. Không qua được lưới. Vũ Thị Trang đang chiếm được ưu thế ở trong hiệp đấu thứ hai này, 8-4. Ngoài thi đấu ở nội dung đơn thì Vũ Thị Trang sẽ cũng sẽ thi đấu ở nội dung đôi. Theo luật quy định thì tác giả cầu lông dẫn hợp thì vận động viên không được thi đấu quá 2 trận trong một trận đấu nội bộ, trong một trận đồng đội. Và Vũ Thị Trang sẽ thi đấu ở nội dung đôi nữ.
Cầu trong sân. 9-4. Và cùng xem lại. Cầu ở trong sân. Cầu trong sân rất nhiều. 9-4. Khoảng cách vào lúc này đang là 5 điểm. Nguyễn Thị Sàn đang đưa ra những lời khuyên với Phương Thúy, bởi vì có lẽ là cô là người hiểu rất rõ Vũ Thị Sàn. Cô thực hiện hay không trên sân hay là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vẫn tiếp tục là những tình huống lỗi của Phương Thúy. 14 cho Vũ Thị Trạc. Chênh lệch về mặt trình độ giữa Phương Thúy và Vũ Thị Trang có thể nói là vào lúc này là không nhiều, rất xịt sao. Vũ Thị Trang cũng là không còn thể hiện được cao phong độ nữa, nhưng cô vẫn là một tay vợt rất đáng gờm ở nội dung của nữ. Còn Thùy Linh vào lúc này là một đẳng khác so với các vận động viên nữ của Việt Nam. Tay vợt lúc này nằm trong top 30. Vũ Thị Trang vẫn đang chiếm ưu thế ở trong những hiệp đấu thứ hai này. Giải cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp thường thì thi đấu theo thể thức như kiểu là Sudirman Cup. Trận đấu sẽ thi đấu theo thể thức đôi nam nữ, đôi đơn nam đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Mười một bốn cho Vũ Thị Trang. Cầu ngoài, tiếp tục là những tình huống lỗi của Phương Thúy. Khác biệt lớn ở trong thêm đấu thứ hai này. Vũ Thị Trang là dẫn trước 12-4, cũng giống như là ở trong thêm đấu đầu tiên, Vũ Thị Trang cũng bị dẫn cách xa như vậy. Khoảng cách vào lúc này là 8 điểm. Không được, không qua được lưới.
15 năm. Tốt của Đinh Trang, 16 năm. Xem lại pha bóng nhỏ rất khéo của Vũ Thị Trà khi vào tình huống chém cầu trước đó của Phương Thúy chưa thực sự gây khó khăn cho Vũ Thị Trà. 17 năm đổi giao cầu 18-6 cho Vũ Thị Trà. Trong sân 19-6. Phương Thúy hình như cũng nản ở hiệp đấu này, cô có vẻ như đã buông. 19-6. Bảy 19. Trận đấu sẽ bước vào hiệp đấu thứ ba. Cách lúc này là 12 điểm và không có cơ hội cho Phương Thúy để có thể giả lấp. 8-19, những tình huống điều cầu tốt của Phương Thúy. Đổi giao cầu 28 cho Vũ Thị Trà. Game boy cho Vũ Thị Trà. Không được. Thì muốn đánh cho xong của Phương Thúy. 21-8. Như vậy trong game đấu đầu tiên, Vũ Thị Trang đã để thua 8-21 sang game đấu thứ hai. Cô chiến thắng lại 21-8. Và cả hai tay vợt sẽ bước vào game đấu thứ ba, game đấu quyết định. Đấy, em đẩy bên đấy có cái cầu vũ.
xác và trong sân của Vũ Thị Trang. Điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ ba. Rất bền và Phương Thúy đã không thể đưa được cầu sang phần sân của Vũ Thị Trang với pha bỏ nhỏ vừa rồi. Giải cầu lông cá nhân quốc gia thì Vũ Thị Trang và Trần Thị Phương Thúy cũng đã từng gặp nhau trong một trận đấu tranh ngôi nhất bảng, và trận đấu đó thì Vũ Thị Trang đã thua ngược với tỷ số 21-9, 16-21 và 16-21. Trận đấu này thì có thể kịch bản sẽ đảo ngược nếu như Trần Thị Phương Thúy tiếp tục mắc phải những sai lầm như trong trận đấu thứ hai. Tỷ số 3-1 nghiêng về Vũ Thị Trang. Ba điều cầu rút lưới của Vũ Thị Trang. Sai lầm. Căng thẳng trong trận đấu quyết định. Phản ứng của Trần Thị Phương Thúy khi trọng tài xác định rằng cầu trong sân ở tình huống vừa rồi.
chấp nhận thôi. Của Vũ Thị Trang. Những chén cầu đã khiến cho Trần Thị Phương Quý bất ngờ. Chút may mắn với pha xử lý trái tay vừa rồi của Vũ Thị Trang. Tình rất dẻo nhưng cũng khá may khi cầu đã leo lưới. Tình huống mà Phương Thúy đã bị đánh lừa. Của Vũ Thị Trang.
căng thẳng. Một lần nữa tỷ số được cân bằng 9 đều. Trái tay rất hay nữa của Vũ Thị Trang. Rất khéo. 19. Tăng tốc và tấn công hiệu quả của Vũ Thị Trang. Trần Thị Phương Thúy chính là một ngôi sao của cầu lông Bắc Giang ở thời điểm hiện tại. Người được kỳ vọng sẽ có thể kế cận nếu vận động viên đã từng rất thành công của cầu lông Bắc Giang là Vũ Thị Trang và Nguyễn Thị Sen. Giải vô địch cầu lông cá nhân quốc gia diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 này, Phương Thúy đã lọt vào trận đấu chung kết và để thua trước Nguyễn Thùy Linh, một thất bại. Chẳng có gì bất ngờ. Thua với tỷ số 12-21 và 13-21. Đó thì sự chủ động đã có phần thuộc về Trần Thị Phương Thúy nhưng không thể xuyên thủng được phòng thủ của Vũ Thị Trang. Và sau đó là cơ hội để phản đòn cho vận động viên đại diện cho đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Thúy đã không thể phòng thủ được.
Liên tiếp là những tình huống tạt cầu dính người đối phương của Vũ Thị Trang. Trần Thị Phương Thúy sinh năm 2000 và đến lúc này thì cũng không thể coi là một tay vợt trẻ được nữa rồi. Thì cũng sẽ cần có thêm nhiều cơ hội để tham dự nhiều hơn những giải đấu quốc tế mới có thể tiếp tục phát triển. Và nếu như cứ tiếp tục thi đấu trong nước và chỉ tham dự những giải đấu như là giải vô địch cá nhân quốc gia hay là giải vô địch đồng đội hỗn hợp như thế này thì sẽ rất khó để tiếp tục có những bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp. Cách bây giờ là 4 điểm trong set đấu thứ 3, 14-10 cho Vũ Thị Trang. Rất khéo của Vũ Thị Trang. Có thể thấy là đã dừng một nhịp và động tác đó đã đánh lừa được sự phán đoán của Phương Thúy. Sau cầu chưa tốt của Vũ Thị Trang và để cho đối thủ tấn công. Ngoài 13-15. Không thành công của Trần Thị Phương Thúy. Rất thiếu chính xác. 17-13 cho Vũ Thị Trang. Nếu đây là một trận đấu mà Vũ Thị Trang có thể đánh bại Trần Thị Phương Thúy thì có thể nói là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chạm một tay vào chiến thắng chung cuộc. Trận tiếp theo là một trận đôi nam và dự kiến sẽ là cặp Hải Đăng Thiên Lộc của Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với cặp Văn Hải và Quốc Khánh của Bắc Giang. Trận đấu mà khả năng thắng của Thành phố Hồ Chí Minh là khá cao, ít nhất là cao hơn trận đôi nữ. Xử lý dọc biên không chính xác của Trần Thị Phương Thúy. Tổng số
số thứ 19 cho Vũ Thị Trang. Lên điểm cực kỳ ấn tượng để Trần Thị Phương Thúy trở lại. Năm 19. Ngoài rồi, ngoài rất xa. Và sẽ là rất nhiều cơ hội để ghi điểm quyết định, mang về chiến thắng cho Vũ Thị Trang. 20-15. Trọng tài xác định sang cầu ngoài và trận đấu đã khép lại. Một cuộc ngược dòng thành công của Vũ Thị Trang và đã đòi lại món nợ thất bại trước người đàn em Trần Thị Phương Thúy ở giải cầu lông cá nhân quốc gia. Vũ Thị Trang đã vượt qua Trần Thị Phương Thúy với tỷ số 2-1, 8-21, 21-8 và 21-15. Là đội Thành phố Hồ Chí Minh đang vượt lên dẫn trước Bắc Giang với tỷ số 2-1 trong trận chung kết của giải vô địch cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp quốc gia. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi tới với trận đôi nam.